Trời ơi, hai túng trầu xanh còn nắng quằn trên đôi vai bé nhỏ, nhưng gánh tình chung đã gãi đó từ lâu rồi. Tiếng pháo rền vang pha lẫn anh sắp sửa vui cùng duyên mới, em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi, muốn quay về cho khỏi thấy cảnh gai mắt trái tay, sao chẳng muốn bước mà giá còn mong ở lại. Trời ơi, nỗi khổ đau của một người con gái 18 xuân xanh đã mang mối tuyệt tình. Thưa các cô chú và các anh chị thân mến, hôm nay thì chúng ta lại rất vui khi được gặp lại em Huệ. Em đến từ An Giang em ha. Tri Tôn, An Giang. Trước khi mà diễn ra cái buổi giao lưu văn nghệ hôm nay cùng bà con cộng đồng thì em giới thiệu về bản thân em chút cho cô chú anh chị biết ha. Dạ, em kính thưa quý vị, trên chương trình Kết Nối Yêu Thương của anh Tuấn Vĩ, em tên là Thanh Huệ, mà tên thật ở trong giấy thì là cũng Thanh Huệ luôn. Chứ em không có lấy nghệ danh. Không có lấy nghệ danh ha. Dạ, tên thật luôn. Em sinh năm 1987. Năm nay là em đã 34 tuổi rồi. Ở quê quán của em là ở Tri Tôn, An Giang, vùng Bảy Núi Thất Sơn. Ở trên đó là gọi là Thất Sơn em. Dạ. Thất là bảy ha. Dạ. Thất Sơn, Bảy Núi. Em Huệ thì hoạt động trong cái âm nhạc được nhiều năm chưa em? Hồi lúc còn nhỏ, còn đi học thì em hoạt động ở trường. Sau đó lớn chút xíu khi em hát ở bên trung tâm văn hóa. Và sau này là mình yêu nghề với lại cuộc sống của mình luôn, mưu sinh hàng ngày. Nên là em theo nghề ca hát em ha. Dạ. Rồi em gửi tới cô chú anh chị bài gì ha? Dạ, em gửi tới cô chú anh chị bài Lá Trầu Xanh. Thương nhau cao bồ làm đôi mình, một lá trầu xanh thắm nở duyên. Những buổi chiều về tan buổi chờ, em còn hoài dòng bóng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên giờ cao thắm trầu xanh sẽ thêm đượm thêm nồng, mỗi sớm tinh sương em gánh trầu ra chờ, trên con đê dài thoăn thoắt đôi chân. Em không sợ nắng vàng làm theo úa lá trầu xanh, mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền. Dõi mắt kiếm tìm giữa buổi chợ tan, lỡ duyên hẹn hò tình duyên đôi lứa. Nhưng rồi một hôm mưa buồn sớm chờ, bên thung trầu xanh em chờ bạn chung tình. Mưa gió cách ngăn duyên kiếp đôi mình, chợ vắng thưa người sao anh không tới, yêu nhau rồi ngại gì lầy lội bước chân
Để em quay về thơ thần nhớ thương, trầu nắng gánh hay nắng tình em thương nhớ. Anh phụ em rồi anh không tới nữa, để phiên chợ buồn làm heo lá rầu xanh. Hát hết bài luôn á anh. đang phê mà. À tới à, Mạnh Lệ Quân. À. Qua thu rụng rơi hoài trên bờ sông lạnh, em đếm bao la rụng một ngày thu tàn hiu quạnh. Khung trời mưa buồn giăng lạnh, ngơ ngàng đứng bên cổng rào. Nhà anh đang nói cười rộn ràng, em hỏi thăm hay được đây ngày tân hôn. Ngày vui mừng tân hôn của anh với người mến thương. Thôi rồi lỡ làng nỡ duyên, ao em lệ sầu thăm que lơ câu mong đợi. Mong đợi ngày mai chi hồng thăm duyên, cớ sao anh dội sai hẹn còn chi tiên thề ái ân. Lời đón thề sao đành quên nhau. Trời ơi hai tôm trầu xanh còn nặng quằn trên đôi vai bé nhỏ, những gánh tình chung đã gãi đó từ lâu rồi. Tiếng pháo rền vang pha lẫn anh sắp sửa vui cùng duyên mới, em cũng bắt đầu làm một kẻ đơn côi. Muốn quay về cho khỏi thấy cảnh gai mắt trái tay, sao chẳng muốn bước mà giá còn mong ở lại. Trời ơi nỗi khổ đau của một người con gái, 18 xuân xanh đã mang mối tuyệt tình. Trên đường về lễ trải bước chân quê, trên bến cũ con đò sao vắng bóng. Đò ơi sao không xót thương một người vô vọng, lại vội vàng tách bến sang ngang. Mưa hay lệ rơi hoài trên áo, gió quyện ngàn sắc pháo trên sông. Thu về rụng lá trầu xanh rụng lá là tình anh hết rồi. Một cánh trầu còn quằn nặng đôi vai, nhưng gánh nặng ưu hoài muôn vàng kiếp. Mưa rơi lạnh buốt khung trời, anh phụ em rồi em còn biết tình ai. Wow. Anh muốn hỏi là ngày xưa đó thì là em mê cái bộ môn cải lương này, cái người thầy của em để dạy cho em là ai? Dạ em thì nói thiệt, em từ lúc nhỏ cho đến bây giờ là em chưa có một người nào gọi là thầy để dạy cho em cả. Tại vì ngày xưa là ba em là giống như ngày xưa rất là lâu năm lắm rồi, em cũng không có nhớ, chỉ nghe ba kể lại là lúc đó ba lái chiếc xe mà chở như là chú Minh Cảnh, cô Lệ Thủy, rồi những kép hát mà tuồng cổ ngày xưa, cả lương ngày xưa để mà đi diễn, là ăn quán ngủ đình đi khắp nơi trên mọi miền đất nước. Nó thì ba cũng đam mê hát, nhưng mà ba không có hát, nhưng mà vẫn biết hát là giọng cổ như thế nào sao sao đó. Thành ra là em mỗi lần em ngủ cái ba
hát cho em ngủ. À, ba ru cho ngủ. Dạ. Ừ. Rồi cái em cũng hỏi ba, con muốn hát bài đó sao, cái ba chỉ em. Ừ. Chứ thật sự là em không có thầy. Ừ. Gọi là vậy là cái nếu mà không phải là em học thầy đó, thì em có năng khiếu, có nghĩa là cái năng khiếu và cái sự mà sở thích nó sẽ tự tìm tòi. Yeah. Còn cái người mà không thích thì không có tìm tòi được. Yeah. Chẳng hạn bây giờ nói mình thích cái cô đó quá, thì thường đó là người ta thích thì người ta sẽ tự tìm tòi để làm sao mà tiếp cận được cô đó, làm sao biết được số điện thoại của cô, làm sao mà biết nhà của cô đó. Cho nên là thường là thích là mình sẽ cố gắng để mà chinh phục được nó, em ha. Yeah. Cũng như cái bài Lá Rồ Xanh vừa rồi á, là hồi năm 2000 là em cũng có đi hát ở Long Xuyên mình á. Là lúc đó cũng đạt hạng nhì. Nhưng mà theo như em nghĩ là tại trước đó á, là không có khắt khe cho nên là đúng chọn rồi. Cũng không có kỹ thuật quá như bây giờ. Cho nên là em may mắn em mới được giải nhì. Chứ nếu như bây giờ mà những ban giám khảo bây giờ mà chấm cho em không được đâu. Anh hiểu rồi. Có nghĩa là nó là tùy theo từng cái giải và từng cái đơn vị tổ chức. Ví dụ chẳng hạn như đơn vị tổ chức gọi là tổ chức ở trong xã thì chắc chắn có thể là mình là nhất xã. Nhưng mà tổ chức ở huyện thì có thể là mình không được nhất huyện. Và tổ chức ở tỉnh thì nó lại càng khó hơn nữa. Ví dụ là vậy em ha. Hoặc là ví dụ như chỉ có hai thí sinh thì chắc chắn là mình là được giải hai. Em hả? Ví dụ như vậy ha. Cho nên là các cái cuộc thi gọi là cuộc thi gọi là trước đây nữa thì nó lại càng dễ hơn. Bởi vì có thể là trước đây thì cái lượng người tham gia nó chưa có nhiều nè. Rồi cho đến là những cái người mà gọi là để mà tiếp cận được với âm nhạc, để mà gọi là ấy, nó cũng chưa có nhiều. Nhưng bây giờ thì có thể là cái lượng người tham gia nó nhiều hơn, thì cái sự lựa chọn của ban tổ chức sẽ có nhiều cái sự lựa chọn khác nhau. Em ha. Vậy là hồi đó em cũng đã từng được giải hai với cái bài Lá Trầu Xanh này. Cũng vui. Nhưng em ha. Nhưng mà cái bài Lá Trầu Xanh này là hồi nãy là em hát giống như là em không biết nói sao ta, thay vì cái giọng của em á, là thường cái giọng của em nó bắn, nó ca cao với ca nó lớn cái tiếng á, nó thét. Là cái câu 2 hồi nãy á, là 5-6 đó, câu 2 ý em nói là cái phần 5-6 đó, là em hát theo cái giọng bắn của em. Rồi còn 1-2 là em hát cái giọng như nó trầm trầm. Cho nên là em không biết mọi người thích cái phần giọng nào, chứ em thì thường em phải mình hát cho nó thẳng cái hơi mình. Rồi cũng có nhiều bạn góp ý là cái đó nghe nó thét quá, nó không có được ấm. Vậy bây giờ em có thể thực hiện hai câu đó dùm anh, một câu bắn lên và một câu thông thường để anh phân biệt thử coi. Dạ thì cũng giống như hồi nãy Lá Trầu rồi, Xanh một rồi em thực hiện đi đó. Em thực hiện đi, thực hiện cái bài cũng Lá Trầu Xanh ha. Thực hiện lại cái đoạn mà em cần nói đó, em cần mô tả đó. Dạ. Để cô chú coi thử cô chú thích cái nào hơn. Dạ. Ví dụ như 5-6 đi, em hát Lá Trầu Xanh của hai câu mà 5-6. Cái câu mà em muốn miêu tả đó, cái câu mà em bắn lên đó. Cũng như em muốn nói là nếu như mình hát cái giọng trầm lắng cho nó ấm, cho nó mùi, hoặc là mình hát cái giọng bắn cao lên, thét lên cao cho nó thẳng cái hơi rồi của mình. Em thể hiện hai phong cách, một hai phong cách cao và một phong cách thấp. Bây giờ em làm cái nào trước? Làm cái cao trước. Làm bắn lên cao trước thử. Dạ, bắn trước đi. Rồi. Trời ơi, hai tấm trầu xanh còn nắng quằn trên đôi vai bé nhỏ, nhưng gánh tình chung đã gãy đó từ lâu rồi. Ok, đó là câu cao ha. Thường cái giọng cổ như vậy, những cái trích đoạn mà hơi dài á là em hát dây xài đào không à. Có nghĩa là tông mi. Rồi. Còn nếu dây xài dây của cổ bình thường á là rê. Nhưng mà em hát
trong mi em hát mới nổi. Rồi ý em là hồi nãy là em bắn lên cao, là còn bây giờ em xuống thấp thì em muốn như thế nào, để anh so sánh thử coi coi cô chú thích cái nào hơn. Đối với em cũng không có biết cái nào là mình hay, nhưng mà em chỉ thích cái mình bắn cho nó khỏe cái thôi, cho nó đủ cái chất giọng của mình. Rồi còn cái thấp là ý em là thấp tông xuống hả, hay là thấp sao? Hay là thấp theo kiểu hát lòn? Không phải lòn mà ý giống như là nó mùi mùi chứ nó không có thét quá. Thử mùi em thử coi coi cái nào nó hay hơn. Trời ơi hai thung trầu xanh còn quằn nắng trên đôi vai bé nhỏ. Tức là cùng một câu hồi nãy phải không? Dạ. Hồi nãy là trời ơi, còn bây giờ là trời ơi. Vậy phải không? Ý em là vậy ha. Vậy là nó là quãng 8. Nó là quãng 8, nó cao bút lên. Thì thật ra thì theo anh nghĩ là để khoe giọng, cái giọng mình có khả năng lên được thì anh nghĩ là lên cái như cái đầu, anh thấy là nó có nó thể hiện được cái gọi là cái kỹ thuật hơn, nó thể hiện được cái kỹ thuật hơn. Còn mà hát thấp như hồi nãy đó thì là anh nghĩ nó đơn thuần. Mà có những người ta nói vậy nó ấm. Cho nên mình làm hết câu giọng thấp thấp thử cái anh hát giọng ấm. Trời ơi hai tung trầu xanh còn quằn nắng trên đôi vai bé nhỏ. Nhưng gánh tình chúng đã gãi đó từ lâu rồi. Nói chung là nó cũng êm ái em ha. Cảm thấy nó cũng êm ái. Có câu nào hay để làm câu nữa đi, bài khác không? Bài chúc niềm tâm sự đi. Chúc niềm tâm sự. Thu đi mấy lượt thu về tình ta khép lại từ ngày chia. Ngỡ rằng tình đã phôi pha, ngờ đâu sống lại lệ nhỏ đêm thâu. Đêm nay một mình em đôi mong, nghe linh hồn lạc lòng chưa. Thời gian ơi, xin hãy đợi chờ, đừng dội qua mau, để bao thương nhớ dâng trào. Kể từ ngày cách biệt đôi phương, để lòng mình đã hết dân dương, ngờ ấy đâu trôi dậy giữa đêm buồn, khiến con tim mình héo hon. Ta đã xa nhau mười mấy năm dài, nhưng bóng hình nào dễ nhạt phai, nhớ thương khắc khoải u hoài. Dẫu đương đời chia hai, kỷ niệm ngày xưa giờ đây sống lại. Khi gặp anh trên phố đông người, tim em bỗng thấy
bồi hồi, muốn gọi tên người nhưng lại thôi. Anh với em chẳng ai phụ ai mà duyên tình đôi ngà. Nếu như ngày xưa em không nông nổi thì giờ đây đâu tiếc rẻ. Mình xa nhau vì chút giận hờn, em yêu anh mà lòng còn é ngại, thêm chút ngây khờ của cô gái nhà quê. Yêu em thật nhiều mà em chẳng để tâm, anh chăm sóc ân cần nắng niu chiều chuông, lo lắng quan tâm em coi đó là bổn phận, nên khi giận hờn em chẳng cần đưa đón. Lời nói yêu thương cũng đành lãng quên theo năm tháng, em chẳng bận tâm thương nhớ mong chờ, chẳng còn đón đưa chờ đợi buồn phiền. Anh lặng lẽ quay lưng, anh Vĩ ơi em quên mất tiêu rồi. Quên câu 6 em. Em quên. Ok em. Rồi vậy chắc là chúng ta sẽ nói lời tạm biệt em ha. Dạ. Rồi cuối cùng thì em có muốn bày tỏ điều gì thêm nữa không? Thôi bây giờ em chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, nhà nhà gia đình đều hạnh phúc. Cảm ơn em đã cùng giao lưu trong chương trình của anh ha. Xin thay mặt cho khán giả cảm ơn em những trích đoạn vừa qua. Xin chúc cho em luôn bình an trong cuộc sống em nha. Ok em ha, chào em nha. Dạ, em xin chào tất cả mọi người, em xin cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi. Nếu ai chưa đăng ký kênh, nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, chào em Quế nha. Dạ, cảm ơn em. Xin chào tất cả mọi người. Rồi, bye bye em.